Xin chào tất cả các bác anh, các quý hàng đang xem video. Vâng. Tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăn hàng mới về bên em. Thì hôm nay em tiếp tục về một chiếc TCM 2,5 tấn, máy dầu số sàn, tháp lăn 3,5 m, trang bị chiếc lăn gật gù và có chạy bằng 6 lốp hơi. Trang này thì sơn xi nguyên zin. Đấy. Đăng kiểm đỏ và hóa đơn VAT đầy đủ các bác nhé. Chiếc này được các càng dài 1,2 m này. Càng 1,2 m này, 6 lốp hơi này. Lốp kép hơi đằng trước này, 550-15. Đặc hơi thì tùy theo cầu của các bác mà khi các bác lấy. Đấy, chiếc này thì tháp 3,5 m. Đây tem xe này, tháp 3500 m. 3500 mm. Nặng của xe là 4 tấn 1. Đấy. Xe thì có gật gù này. Đấy, càng 1,2 m rất là ngon các bác, mà xúc gạch của pallet thì rất là ok. Đấy, xe thì sử dụng vật liệu xây dựng, giá thì hơn 100 thôi. Ghế theo xe này, sơn zin toàn bộ. Sơn này các bác thích thì để nguyên, không thích thì có thể sơn lại nhá. Đây số khung xe này. Số khung xe này. 26858. 26858 các bác nhá. Đấy. Xe này thì chạy động cơ của xe 10 của Isuzu, dòng TCM đặc trưng này. Gầm bệ này. Đấy, gầm bệ thì cũng không có han gì. Hoạt động của xe là có 2860 giờ. Đấy, 2860 giờ. Đây là dấu hoạt động. Đấy. Đây vùng quanh xe này, tháp 3,5 m này. Đấy, gật cù thì có thể đổ ngã hàng. Còn đây là máy các bác nhá. Xe 40 cái Suzu. Đấy. Máy rất đẹp luôn. Máy thì các bác có thể nghe máy lổ rất là tròn tiếng. Em sẽ vận hành cho bác xem. Chiếc này thì có nhựa chắn nhá, nhựa chắn này. Đấy, gật gù này. Gật gù đổ ngả. Để bác có thể làm vật liệu dựng. Đấy, số thì là số sàn. Đấy, tiến lùi, nâng hạ bình thường. Lùi lên. Đấy, tiến lùi nâng hạ bình thường các bác nhá. Di chuyển nhẹ nhàng. Xe vừa về em chưa có bảo dưỡng đâu. Đấy, cho bác xem hai cái ti này. Tay để hàng còn rất là sáng và không có xước. Đấy, xe thì nhập nhật, chưa có bảo dưỡng. Khi nào lấy xe này em sẽ bảo dưỡng hết toàn bộ máy móc cho các bác. Đấy, thay dầu, thay mỡ và kiểm tra các chi tiết thay theo yêu cầu. Đấy. Xe thì em sẵn đã rồi, các bác nào mà quan tâm thì cứ để trực tiếp với em qua hotline 0379875765. Em tên là Lân. Em ghi vào dưới các màn hình. Đấy, địa chỉ kho bãi ở phố Tam Mã, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nằm ở mặt đường quốc lộ 17. Sẵn rất nhiều xe luôn. Bãi sẵn khoảng 100 xe qua lại. Rất nhiều. Đấy, cứ khách hàng nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em 0379875765. Đấy. Rất nhiều luôn, từ 1,5 đến 4 tấn. Tất cả các loại dòng xe của Nhật, hàng Nhật bãi, xăng ga dầu điện. Đấy, Komatsu, Toyota, Nissan, Unicarrier, TCM. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Đấy, quý khách mà có nhu cầu hay quan tâm xe lăn thì có thể cho em xin một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới về video của em ạ. Xin chào lại các bác trong những video tiếp theo.